Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn, xin gửi tới cộng đoàn bài viết Phép lạ Đức Mẹ hiện ra ở Trà Kiệu, Quảng Nam. Linh địa Trà Kiệu là một địa danh nổi tiếng thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trà Kiệu từng là một trong những nơi có kinh đô của Champa đặt tại đây, và bây giờ là bà con Công Giáo tập trung sinh sống. Trà Kiệu dính liền với biến cố Văn Thân, và vì thế không thể nói đến Trà Kiệu mà không nói về những cuộc tấn công Trà Kiệu của quân đội Văn Thân. Nhưng qua biến cố này mà sự can thiệp của Đức Mẹ đã làm nên danh hiệu Đức Mẹ Trà Kiệu. Năm 1885, sau khi vua Hàm Nghi bỏ kinh thành, phong trào Cần Vương nổi dậy tại nhiều tỉnh miền Trung với khẩu hiệu Bình Tây Sát Tả. Ngày 1 tháng 9 năm 1885, một ngày sau khi quân Văn Thân chiếm được Quảng Nam, binh sĩ Văn Thân với sự trợ giúp của cả tỉnh Quảng Nam ào ạt kéo đến vây Trà Kiệu, một họ đạo nhỏ bé, diện tích khoảng một cây số vuông, với chừng 1.500 giáo dân, kể cả người già, đàn bà và con. Nít, quân Văn Thân đông đảo, với vũ khí đầy đủ, có cả đại bác thần công và voi trận, về phía giáo dân Trà Kiệu vừa ít ỏi, lại chỉ có những vũ khí thô sơ. Trước lực lượng đông đảo của nhóm Cần Vương, giáo dân Trà Kiệu đã tỏ ra khiếp sợ. Họ chạy đến nhà thờ cầu xin Đức Mẹ và đã chống trả quyết liệt trong suốt 21 ngày. Trong lúc chiến đấu, giáo dân luôn hô to khẩu hiệu Giêsu, Maria, Giuse để tăng thêm lòng tin, can đảm và sức mạnh. Ngày 11 tháng 9 năm 1885, Đức Mẹ đã hiện ra đứng trên nóc nhà thờ để bảo vệ và chiến đấu giúp cho giáo dân khi nghe quân Văn Thân không ngừng kêu lên. Thật lạ lùng, có một người đàn bà rất đẹp luôn đứng trên nóc nhà thờ mà chúng ta không sao bắn trúng. Giáo dân và cả cha xứ đã cố nhìn lên nóc nhà thờ, nhưng không ai được thấy Đức Mẹ. Ngoài ra, quân Văn Thân còn tỏ ra khiếp sợ khi thấy một cơ binh con nít áo đỏ, áo trắng đã ào ào từ không trung tràn xuống theo lưỡi tre xanh, tay hươi gươm bạc sáng ngời và chiến đấu phụ giúp giáo dân bảo vệ Trà Kiệu. Đạo binh này được tin là đạo quân các thiên thần, do nữ vương thiên thần là mẹ Maria sai xuống chiến đấu giúp con cái mẹ. Trong kinh cầu Đức Bà, giáo hội đã xưng tụng Đức Mẹ là nữ vương các thiên thần. Cuối cùng, sau phát súng hạ gục tên Văn Thân đầu tiên trên đỉnh đồi Đủ Châu, quân Văn Thân tự động tháo chạy. Vì sợ người Công Giáo đuổi theo, quân Văn Thân chạy liên tục không nghỉ, ra xa khỏi Trà Kiệu khoảng từ 15 đến 20 km. Hôm đó, ngày 21 tháng 9 năm 1885, vòng vây bị phá vỡ, toàn thể giáo dân Trà Kiệu kéo về tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các thiên thần. Lần cuối cùng quân Văn Thân đến bao vây Trà Kiệu là ngày 20 tháng 4 năm 1886, nhưng cũng thất bại để rồi không bao giờ trở lại Trà Kiệu nữa. Để tỏ lòng biết ơn, giáo dân Trà Kiệu đã trùng tu lại ngôi thánh đường, nơi Đức Mẹ đã hiện ra, từ năm 1889 đến 1892, và được Đức Cha Francisco Xavier Van Carmel Bethân khánh thành. Ngôi thánh đường hai tầng hiện nay được xây lại vào năm 1970 để ghi ơn Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Ngày 31 tháng 5 năm 1971, Đức Giám mục Phêrô Phạm Ngọc Chi đã đặt Trà Kiệu là trung tâm thánh mẫu của giáo phận Đà Nẵng.